Tài xế trong vụ va chạm, Trường Giang phải lên tiếng xin lỗi tôi. Theo anh Ngọc, phía Trường Giang đã chủ động liên hệ để hòa giải và đền bù sau vụ va chạm. Tuy nhiên, anh không hài lòng khi đối phương không lên tiếng xin lỗi. Liên quan đến vụ va chạm xảy ra vào lúc 23 giờ 30 ngày 18 tháng 9 trên đường Nguyễn Hữu Thọ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, tài xế Ngọc cho biết phía Trường Giang đã chủ động liên hệ với anh để hòa giải và đền bù. Theo anh Ngọc, xe của nam danh hài vẫn bị giữ tại trụ sở công an huyện Nhà Bè. Sau khi đền bù bằng cách thanh toán chi phí sửa xe cho anh Ngọc, bạn trai Nhã Phương sẽ được nhận lại xe. Con số Trường Giang phải đền bù thì hiện tại tôi chưa biết. Bởi phải chờ cửa hàng xe báo giá, vấn đề hòa giải do phía Trường Giang chủ động sắp xếp để mọi chuyện xong xuôi và không còn lùm xùm. Trường Giang đã có thiện chí thì tôi cũng vui vẻ, tài xế Ngọc cho biết. Tuy nhiên, nói về việc Trường Giang hoàn toàn im lặng để đại diện của anh giải quyết vụ việc, anh Ngọc tỏ ra không hài lòng. Theo anh, danh hài sinh năm 1983 đã vi phạm luật an toàn giao thông khi lái xe trong tình trạng say xỉn thì cần lên tiếng xin lỗi. Chỉ có đại diện liên hệ với tôi, còn Trường Giang không lên tiếng gì hết. Tôi cũng rất muốn anh Trường Giang phải xin lỗi. Anh ấy là người lái xe và gây va chạm, nhưng bây giờ lại chối bỏ trách nhiệm và đùn đẩy cho người khác. Thực sự, điều khiến tôi buồn và bực mình nhất chính là cách hành xử của anh Giang. Anh ấy là người của công chúng và được nhiều người yêu mến thì càng cần làm đúng luật lệ. Anh Ngọc tỏ ra bức xúc. Ngay hôm đó tôi đã muốn thương lượng, nhưng anh Giang lại làm khó tôi. Cho nên thôi, tôi cũng làm theo ý anh ấy muốn. Anh nói thêm. Những ngày qua, khi vướng phải vụ việc, anh Ngọc cũng như người đăng tải clip là chị Thảo đã vấp phải sự phản ứng gay gắt, đặc biệt là từ người hâm mộ của Trường Giang. Nói về vấn đề này, anh Ngọc thừa nhận bản thân vô cùng áp lực. Bên tôi cũng có cái sai là đăng những clip không hay lên mạng. Tuy nhiên, tôi không chủ đích mà do người khác đăng. Tôi chỉ muốn để mọi việc êm xuôi, nhưng không ngờ có người đăng lên mạng xã hội làm ảnh hưởng đến nhiều phía. Thế nhưng anh Trường Giang cũng sai mà lại chối bỏ trách nhiệm của mình, tài xế Ngọc nói. Về phán quyết Trường Giang say xỉn nhưng không lái xe của cảnh sát giao thông huyện Nhà Bè, anh Ngọc thẳng thắn thừa nhận anh không đồng ý. Tuy nhiên, bên phía Trường Giang đã có thiện chí bồi thường và hòa giải, thì anh Ngọc cũng đồng ý cho qua mọi chuyện. Trước đó, rạng sáng ngày 19 tháng 9, đoạn clip ghi lại cảnh tranh cãi của Trường Giang và tài xế taxi tên Ngọc được chia sẻ lên mạng xã hội. Trong clip, tài xế Ngọc khẳng định 10 khó đã lái xe khi đang say xỉn, dẫn đến va chạm gây hỏng đuôi xe của anh. Về phía Trường Giang, anh liên tục phủ nhận việc có men rượu và nhấn mạnh tôi không say, tôi không sai, pháp luật sẽ bảo vệ tôi. Ngay sau đó, chị Thảo, một đồng nghiệp của anh Ngọc, đồng thời cũng là nhân chứng trong vụ việc, đăng tải thêm clip cảnh sát giao thông đo nồng độ cồn của Trường Giang. Theo kết quả đo, nồng độ cồn trong năm danh hài lên tới 946. Sau đó, những clip ghi lại vụ việc nhanh chóng được chia sẻ lên mạng xã hội và thu hút lượt xem lớn với nhiều bình luận tranh cãi. Về phía Trường Giang, anh hoàn toàn giữ im lặng. Anh trai của danh hài cho biết đây là việc dân sự liên quan đến cảnh sát giao thông nên chúng tôi đợi công an xử lý. Do đó chúng tôi chẳng có gì để nói lúc này. Quan điểm của tôi rất rõ ràng là dù Trường Giang có là ngôi sao thì khi vi phạm giao thông cũng phải chịu trách nhiệm như người bình thường. Tối ngày 19 tháng 9, công an huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh xác nhận Trường Giang tuy say rượu nhưng không trực tiếp cầm lái ô tô gây tai nạn. Clip hiện trường vụ Trường Giang bị tố say xỉn, tranh cãi trong đêm, đoạn clip vừa được phát tán trên mạng cho thấy 10 khó đã đứng im khi liên tục bị một người phụ nữ quay clip tại hiện trường. Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn của Trường Giang sau vụ va chạm. Trường Giang lẫn tài xế có tên Ngọc được cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn. Theo kết quả đo, nồng độ cồn của Trường Giang là 946. Khoe hình đẹp ở Paris, Trấn Thành bị fan la ó vì vừa độn vừa kéo quá lố. Nhiều người hâm mộ cho rằng Trấn Thành đã kéo chân và độn vòng ba nhiều quá khiến hình ảnh thiếu chân thật. Hiện tại Trấn Thành đang có chuyến đi công tác ở châu Âu. Được biết sau Na Uy, địa điểm dừng chân tiếp theo của anh là Pháp. Khi có mặt tại thủ đô Paris, MC này đã tranh thủ đi mua sắm và chụp hình làm kỷ niệm. Mới đây, ông xã Harry Won có đăng tải lên trang cá nhân một số hình ảnh đẹp ở kinh đô thời trang kèm theo dòng chú thích. Cho phép em post một mớ hình đẹp. Pháp đẹp quá, em đẹp ké. Nhiều người hâm mộ để lại bình luận cho rằng Trấn Thành đã kéo dài chân nhờ đôi giày huyền thoại và tranh thủ làm tăng kích thước vòng ba bằng quần độn mông. Trấn Thành đăng hình đi giày độn huyền thoại khi tới Paris, Pháp lưu diễn. Không chỉ kéo dài chân bằng giày cao, MC này còn được cho là dùng quần độn tăng kích thước vòng 3.
Trước đó khi tới Na Uy biểu diễn, Trấn Thành đã gặp phải một sự cố nhỏ. Được biết anh và anh Đức đã thất lạc toàn bộ hành lý. Kết quả họ chỉ còn duy nhất một bộ quần áo để khoác trên mình. Những sao nam Việt điêu đứng vì bị nghi lộ ảnh nóng. Không ít sao nam đã gây ồn ào dư luận vì ảnh nhạy cảm. Mặc dù chưa có ai ảnh hưởng sự nghiệp vì scandal này, nhưng cũng làm mất hình ảnh lớn trong mắt công chúng. Hữu Vi, Hồ Vĩnh Khoa, Lê Trung Cương là những sao nam từng vướng phải ồn ào lộ ảnh nóng. Có thể nói ngoài scandal phát ngôn tình ái, thì ảnh nhạy cảm của sao Việt luôn là một trong những vấn đề nghiêm trọng gây ảnh hưởng không nhỏ tới chặng đường hoạt động nghệ thuật. Dẫu cho làng giải trí Việt Nam chưa có trường hợp nào mất cả sự nghiệp vì lộ ảnh nóng, nhưng hình tượng mà họ dày công xây dựng với công chúng cũng bị giảm sút đi rất nhiều. Hồ Vĩnh Khoa được công chúng biết đến nhiều từ sau vai diễn đồng tính trong bộ phim Hot Boy nổi loạn, nhờ gương mặt nam tính, ngoại hình săn chắc. Tuy nhiên sau vai diễn anh chàng thật thà trong sáng trong phim của Phủ Ngọc Đảng, Hồ Vĩnh Khoa bắt đầu thể hiện sở thích khoe thân lên trang cá nhân. Sẽ không ngoa khi khẳng định rằng anh là sao nam thường xuyên lộ ảnh nóng nhất showbiz Việt. Đến nay vẫn chưa ai biết rõ những hình ảnh nóng xuất hiện trên trang cá nhân của Hồ Vĩnh Khoa là vô tình, cố ý hay bị hại. Nhưng dư luận đã có cái nhìn thiếu thiện cảm dành cho anh. Trưa ngày 5 tháng 5, 2016, nhiều cư dân mạng từng hoảng hốt khi gặp hình ảnh Hồ Vĩnh Khoa đứng chụp hình trước gương trong tình trạng lõa thể. Dù hình ảnh đã bị chủ nhân gỡ khỏi trang cá nhân, nhưng cư dân mạng vẫn kịp chụp lại và lan truyền chóng mặt. Tiếp sau đó, rất nhiều lần Hồ Vĩnh Khoa lộ bộ phận nhạy cảm và cả clip nóng khiến công chúng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Bức ảnh này đã che đi phần nhạy cảm được đăng tải lên trang cá nhân của Hồ Vĩnh Khoa trưa ngày 5 tháng 5, 2016 và bị xóa bỏ ngay sau đó không lâu. Không khó có thể tìm thấy những hình ảnh khoe thân trần trụi như thế này trên trang cá nhân của Hồ Vĩnh Khoa. Hữu Vi từng là nam vương khiến nhiều fan nữ điêu đứng bởi vẻ điển trai khó cưỡng. Thế nhưng hồi tháng 8, 2017, Hữu Vi gây xôn xao khi công khai đăng tải hình ảnh tay của nhân vật bí ẩn đang có hành động đụng chạm vòng một của một cô gái. Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Hữu Vi đăng tải những hình ảnh phản cảm lên trang cá nhân. Tuy nhiên, độ táo bạo của bức hình này khiến nhiều khán giả phải choáng váng. Được biết, tài khoản cá nhân của Hữu Vi để chế độ riêng tư, chỉ bạn bè mới theo dõi được, nên anh khá thoải mái đăng tải hình ảnh nhạy cảm. Bức ảnh đụng chạm vòng 1 của phụ nữ được đăng tải trên phần story trên trang cá nhân Instagram của Hữu Vi khiến công chúng dậy sóng. Trước đó, Hữu Vi và tình cũ Vũ Ngọc Anh từng đăng tải hình ảnh giường chiếu lên trang cá nhân, gây xôn xao dư luận. Mới đây, một tài khoản được cho là Hữu Vi cũng đăng tải hàng loạt ảnh nhạy cảm mới làm cư dân mạng tiếp tục giật mình. Ngay sau đó, nhiều khán giả đã lên tiếng đính chính, đây là tài khoản giả mạo. Lê Trung Cương, tháng 1, 2015, một tài khoản mạng xã hội đăng tải một hình ảnh nhạy cảm bị nghi của siêu mẫu Lê Trung Cương với tư thế tạo dáng đứng và trong tình trạng không mảnh vải che thân. Bức hình này mong chóng được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Khi liên lạc với Lê Trung Cương, nam siêu mẫu lại trả lời khá lấp lửng rằng tôi không bình luận về việc này. Bức ảnh đã che đi phần nhạy cảm được cư dân mạng khẳng định đó chính là siêu mẫu Lê Trung Cương. Lê Trung Cương từng đoạt giải ba cuộc thi và được chú ý bởi gương mặt cá tính, hình thể đẹp. Anh cũng là một trong những người mẫu nam nổi tiếng với những hình ảnh nuôi nghệ thuật táo bạo. Ngoài vai trò người mẫu, Lê Trung Cương còn được chú ý bởi giọng hát tốt khi từng tham gia cuộc thi cặp đôi hoàn hảo 2013. Trên trang cá nhân, Lê Trung Cương cũng thường xuyên đăng tải những hình ảnh khoe body săn chắc, thu hút sự chú ý của dư luận. Bức ảnh từng làm dậy sóng cộng đồng mạng được cho là của Lê Trung Cương. Nam siêu mẫu cũng là người rất thích khoe thân trên mạng xã hội. Rocker Nguyễn, tháng 5, 2017, cư dân mạng liên tục chia sẻ những bức hình được cho là ảnh nóng của Rocker Nguyễn. Thậm chí có nhiều tin đồn cho rằng nam ca sĩ có cả clip chat nhạy cảm trên mạng xã hội. Tuy nhiên, thông tin này mau chóng được phía Rocker Nguyễn và người hâm mộ của anh đính chính. Theo đó, những hình ảnh bị phát tán trên mạng xã hội không phải Rocker Nguyễn, mà có người cố tình chỉnh sửa và cho rằng đó chính là giọng ca quá khứ còn lại gì. Bởi theo quan sát trên trang cá nhân, Rocker Nguyễn sở hữu thân hình mình dây cơ bắp không săn chắc cuồn cuộn được như trong hình ảnh lan truyền trên mạng. Thậm chí, nhiều fan còn phát hiện ra ở ngực nam ca sĩ còn có một vết bớt nhỏ. Những bức ảnh được cho là Rocker Nguyễn được phát tán trên mạng xã hội. Tuy nhiên sau đó, người hâm mộ của nam ca sĩ đã đính chính anh không hề có cơ bụng 6 múi như bức hình lan truyền trên mạng xã hội.